3 ngày liên tiếp khi lướt ứng dụng TikTok, cô gái này ngán ngẩm khi có đến hàng chục clip thông tin tiêu cực, đấu tố và bài xích lẫn nhau với nội dung như trên. Chè Trang Hy đang bị dìm hàng quá đáng bởi hiệu ứng đám đông. Bà chủ chè nên biết lắng nghe, bớt tranh cãi không cần thiết, tập trung cải thiện chất lượng sản phẩm. Tức chứ cảm giác đi về trong sự tiếc tiền thế này rất là khó chịu. Ở phương vị là một người xem thì mình mang tính chủ yếu là giải trí, nhưng mà mình thấy những cái đó thì mình cảm thấy rất là mệt, rất là phiền phức đối với mình. À, mình coi thì mình cảm thấy nó bị nó bị ảo quá, nó bị drama quá, nên mình cảm thấy là mình lướt mình bắt đầu cảm thấy bị mệt, mình quá tải những thông tin đó. Người miền Trung họ rất là keo kiệt và buồn xỉn. Hay nội dung phân biệt vùng miền của TikToker này cũng khiến cộng đồng mạng nổi giận. Mình không thích ở người miền Trung, đó là kiểu gọi là họ khôn lõi, lúc nào họ cũng nghĩ cho bản thân, họ cũng nghĩ cho gia đình của họ trước. Tất cả nghiễm nhiên xuất hiện và trở nên viral. Chính vì thế, người dùng ứng dụng này cảm thấy bụi thực trong khoảng thời gian dài, vì xem đến đâu cũng là những nội dung vô bổ. Không phải nhà sáng tạo nội dung nào cũng sẽ mang lại những giá trị lợi ích cho người xem. Và có rất là nhiều những nhà sáng tạo nội dung họ cố tình tạo ra những video có tính chất drama để nhằm câu view và trục lợi cho bản thân. Người làm sáng tạo nội dung họ đang quá dễ dàng cũng như là dễ dàng với những cái nội dung mà họ làm ra. Tôi không đồng tình với việc rằng là có một làn sóng xu hướng bài xích giữa các đơn vị nào đó, bởi vì như vậy thì vô hình chung sẽ khiến cho ảnh hưởng đến doanh nghiệp hoặc là nhãn hàng đó sẽ bị ảnh hưởng và mang lại những cái tiếng xấu không đáng có. Và nếu có những cái làn sóng như vậy thì cũng sẽ khiến cho những khán giả hoặc là những nhãn hàng doanh nghiệp có ấn tượng không tốt đối với những người làm sáng tạo nội dung. Ở mảng food review, giới thiệu hoặc đánh giá ẩm thực, cộng đồng mạng của một fan nóng mặt khi xuất hiện loạt tài khoản lập ra chỉ để chê các nhà hàng, quán ăn. Đây là công thức nhanh nổi tiếng nhưng cũng nhận về lắm gạch đá, vì một khi được lên xu hướng, video dễ dàng khởi xướng thành một trào lưu, lôi kéo lượng lớn người dùng tham gia. Thời điểm hiện tại là mọi người sẽ chết đuối trong thông tin nhưng vẫn đói khát về mặt tri thức. Vì sao vậy? Bởi vì thông tin nó tràn lan hết trơn, nhưng thông tin nào đúng, thông tin nào sai, kiểm định nó như thế nào, chúng ta cân nhắc, chúng ta chọn lọc và chúng ta xem xét coi cái thông tin đó đúng hay là sai, chứ không phải chúng ta là công chúng và chúng ta bị dắt theo bởi dư luận. Bày tỏ quan điểm, đưa ý kiến cá nhân của các TikToker nằm trong việc tự do ngôn luận, tự do dân chủ, phản ánh đúng với thực tế, theo xu hướng tích cực, phù hợp với thuần phong mỹ tục, phù hợp với đạo đức mà pháp luật quy định. Nói lên chắc ghét đúng không? Bây giờ mọi người nghe nha, nghe thử xem chị ấy nói bạn chị ấy hay là nói bản thân mình. Có những hành vi cố tình phát ngôn sai lệch, dẫn dắt dư luận mang tính chất vu khống, thì các bị hại là doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân có quyền khởi kiện ra pháp luật. Những hành vi đó thì có thể sẽ bị xử lý về hành chính theo điều 101 Nghị định 15 năm 2020 về việc là có những hành vi là chia sẻ hoặc cung cấp những thông tin giả mạo hoặc là thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, làm mất uy tín của cơ quan tổ chức, danh dự nhân phẩm của cá nhân, thì mức phạt sẽ là từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng. Trên hết, vẫn là nhà quản lý nền tảng mạng xã hội này cần nhanh chóng xây dựng và siết chặt hơn về tiêu chuẩn cộng đồng dành cho những người làm sáng tạo nội dung. Đồng thời, người dùng cần mạnh tay hơn nữa trong việc báo cáo những tài khoản có nội dung không lành mạnh. TikTok cần phải có những chính sách để làm sao mà việc phân bổ lượng người xem cho đồng đều giữa các kênh thì sẽ khiến cho những nhà sáng tạo nội dung phải cần chú ý hơn nữa đối với lại rạp clip của mình, đặc biệt là những người làm sáng tạo nội dung với những nội dung về giáo dục hoặc về kiến thức, người ta cũng sẽ có thêm nhiều những cái động lực để có thể tiếp tục làm những rạp clip hay hơn. Việc siết chặt tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng TikTok không chỉ xây dựng một không gian mạng văn minh hơn mà còn giúp đẩy lùi những hành vi lệch chuẩn. Việc chấn chỉnh tiêu chuẩn cộng đồng của nền tảng này là điều cấp thiết.